ba điểm chính. Thứ nhất đó là bạn hãy chọn cho thì cũng là quyền về thử tham khảo thì các tìm hiểu thì cũng rồi thứ hai đó là cổ và cũng có giáo sư sự phát triển bài cảnh dưới đầu thì đây là hình của hệ thống động mạch thì các bạn nhìn thấy đó, cái hệ thống động mạch cảnh và động mạch dưới đầu sẽ cấp máu chính cho vùng động mạch kể cả bên ngoài và bên trong. Ở đây nó là phía ngoài mặt cũng như là bên trong mặt, đó là chính là hộp sọ và các cấu trúc bên trong của mặt. Thì hệ thống là mạch máu của vùng đầu mặt rất là phong phú, điển hình là khi các bạn có một cái vết thương ở vùng đầu mặt thì sẽ chảy máu nhiều. Chính vì vậy cái vùng đầu mặt này sẽ được cấp máu một cái hệ thống mạch máu rất phong phú bởi các nguồn động mạch chính. Bằng những nguồn động mạch đó ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là động mạch cảnh ngoài, động mạch cảnh trong, xuất phát từ động mạch cảnh trung cũng như là các nhánh của động mạch dưới đầu. Thì đầu tiên hết thì mình cần phải phân biệt đâu là động mạch và đâu là tĩnh mạch. Thì trong cái học phần giải phẫu đại cương thì các bạn có biết sơ một số khái niệm về động mạch và tĩnh mạch, cũng như là trong kiến thức sinh học phổ thông thì cũng đã nhắc tới hệ động mạch và tĩnh mạch. Thì ở đây xin trên hình minh họa thì chúng tôi xin được giới thiệu cho các bạn về cách để phân biệt đâu là động mạch và đâu là tĩnh mạch. Thì cái hình ở bên trái của màn hình đó thì đây là hình ảnh minh họa hình thể trong của một cái động mạch, và bên phải đó là hình minh họa của hệ tĩnh mạch. Thì thấy rằng cái có những cái đặc điểm để phân chia động mạch và tĩnh mạch, nhưng mà cách phân chia dễ nhất là thứ nhất là cái đường kính của tĩnh mạch thì nó dày, nhưng mà thành của động mạch thì nó dày hơn và nó có nhiều lớp áo, trong đó nó có vai trò là xuất phát của cái lớp cơ trơn hay còn gọi là lớp cơ động mạch. Thì chính cái lớp cơ trơn này, bề dày của lớp cơ trơn cũng như là bề dày của các thành của mạch máu nó sẽ giúp phân biệt được đâu là động mạch và đâu là tĩnh mạch. Giống như trên hình vẽ mô học thì các bạn thấy rằng ở đây là một cái mạch máu có đường kính tương đối nhỏ nhưng mà cái thành này rất là dày, và nếu nhìn dưới mô học thì mình thấy là lớp cơ rất là lớn. Bên cạnh đó thì mình thấy một cái mạch đường kính mặc dù nó lớn cái lòng, nhưng mà cái lòng nó thì nó không có tròn, và cái thứ hai nữa là cái bề dày của thành mạch máu này nó rất là mỏng. Thì cái bên phải đó chính là tĩnh mạch, còn cái bên trái đó chính là động mạch. Thì ở trong cơ thể chúng ta nó sẽ gồm có phân chia dễ hiểu thì nó có ba cái loại mạch chính, và thứ nhất là các động mạch lớn, cái thứ hai đó là các tĩnh mạch, các động mạch lớn, cái thứ hai là các động mạch nhỏ, và cái thứ ba là cái phần nối giữa động mạch và tĩnh mạch, là cái phần chuyển tiếp giữa động mạch của tĩnh mạch, mình hay gọi đó là phần bao mạch. Thì một nguyên tắc mình sẽ dễ nhớ thì các động mạch lớn đó, thì thường đi kèm nó sẽ gồm có từ hai tĩnh mạch trở lên, là thường nó cùng tên. Thì đây là nhắc lại đối với giải phẫu của hệ tim mạch. Thì người ta biết rằng tim đóng vai trò như một cái bơm để tống máu đi nuôi toàn bộ cơ quan trong cơ thể và nó nhận máu về. Thì trong học phần giải phẫu đại cương thì các bạn cũng biết rằng tim nó sẽ tống máu đi nuôi cơ thể qua một cái hệ thống đó người ta gọi là động mạch chủ. Thì cái động mạch chủ nó sẽ xuất phát từ tâm thất trái của tim và nó sẽ chạy lên trong vùng ngực và sau đó sẽ cấp máu nuôi cho cơ thể. Thì như các bạn đã học trong chương trình học phổ thông thì cái động mạch chủ này nó sẽ cấp máu cho hai thành phần chính, do tim nằm trong lồng ngực cho nên cái động mạch chủ này được hiểu nôm na nó sẽ có một phần cấp máu ở phía nửa trên cơ thể và một phần còn lại nó cấp máu cho nửa dưới của cơ thể. Thì người ta thấy rằng ở phía nửa trên của cơ thể trong đó là có nội dung mà cần tìm hiểu ngày hôm nay, đó là hệ thống động mạch. Thì cái động mạch mà sẽ cấp máu cho hệ thống động mạch thì trước hết nó sẽ là một nhánh tách ra từ động mạch chủ, mà động mạch chủ là một nhánh động mạch chính cấp máu nuôi cho toàn bộ cơ quan trong cơ thể xuất phát từ tâm thất trái của tim. Thì nói về động mạch chủ thì động mạch chủ sẽ bắt nguồn từ van động mạch chủ ở nền tâm thất trái ngay tại gốc động mạch chủ, và ngay ở vị trí bắt đầu thì động mạch chủ nó sẽ có đường kính khoảng 5 cm. Động mạch chủ khi nó đi lên trên thì nó sẽ đi chết sang bên phải, nó lên trên khoảng 5 cm thì nó vòng ra phía sau và nó hướng sang bên trái để tạo thành một cái quai hay một cái cung. Cái này người ta hay gọi là cung động mạch chủ, hay một số sách còn gọi là quai động mạch chủ. Và quai động mạch chủ này ở phía trên so với rốn của phổi trái. Sau đó cái động mạch chủ này nó sẽ
đi ngang ngay cái chỗ thành quai á, thì cái động mạch chủ này nó sẽ ngang ở đốt sống ngực số 4. Sau đó từ cái động mạch chủ này nó sẽ đi vào trong trung thất và nó đi xuống xuyên qua cơ hoành ở ngang mức đốt sống ngực số 12. Thì ở từ quai động mạch chủ cho tới đoạn đi xuống trước khi xuyên qua cơ hoành thì được gọi là động mạch chủ ngực. Nhưng mà khi động mạch chủ ngực này nó xuyên qua cơ hoành ở ngang đốt sống ngực số 12 thì nó được đổi tên thành động mạch chủ bụng. Thì trên cái quai động mạch chủ hay cung động mạch chủ thì động mạch chủ, cái quai động mạch chủ, cung động mạch chủ nó sẽ có ba cái nhánh chính. Ba nhánh bên chính này nếu như mình lấy cái đường giữa là móc á, chia đôi cơ thể, thì ba nhánh bên chính này nó sẽ có một nhánh nằm ở bên trái và hai nhánh nằm ở bên phải. Cái nhánh ở bên trái thì sẽ cấp máu, chuyển cấp máu cho vùng đầu mạch và chi trên bên trái. Cái nhánh bên hai nhánh bên phải sẽ chuyển cấp máu cho vùng đầu mạch cổ và chi trên. Các nhánh ở bên phải, một nhánh bên phải và hai nhánh bên trái, thì nhánh bên phải sẽ chuyển cấp máu cho vùng đầu mạch và chi trên bên phải. Hai nhánh bên trái sẽ cấp máu cho vùng đầu mạch cổ và chi trên bên trái. Thì nhánh bên phải được đặt cho tên là thân động mạch cánh đại đầu. Hai nhánh bên trái lần lượt là động mạch cảnh trung trái và động mạch dưới đầu trái. Ở đây các bạn sẽ thấy một cái sự khác biệt lớn, đó là mình sẽ không có động mạch cảnh trung phải và động mạch dưới đầu phải tách ra từ quai hay là cung động mạch chủ, mà ở bên phải nó chỉ có một cái thân đó được gọi là thân trung, gọi là thân động mạch cánh đại đầu. Khi thân động mạch cánh đại đầu chạy lên tới hõm ức tương ứng ở phía trong đó là ngang ngang xương sườn số 1, thì nó sẽ chia làm hai nhánh, đó là động mạch cảnh trung phải và động mạch dưới đầu phải. Nếu như nhìn ở quan sát ở bên ngoài thì người ta thấy một cái điều, đó là nếu như từ trên hõm ức trở lên thì động mạch cảnh trung và phải và động mạch cảnh trung trái nó sẽ giống nhau ở hai bên. Đây là hõm ức, đây là xương đòn, đây là khớp ức đòn. Thì ở phía trên nền cổ trở lên thì người ta thấy rằng ở hai bên dọc khí quản thì người ta thấy rằng đều có hai động mạch. Động mạch thứ nhất là động mạch cấp máu cho vùng cổ và trong não, được gọi là động mạch cảnh trung, và một nhánh cấp máu cho nền cổ và đổi và sau đó cấp máu cho chi trên, được gọi là động mạch dưới đòn. Thì từ nền cổ trở lên thì bên trái và bên phải đều có một động mạch cảnh trung trái, một động mạch cảnh trung phải, một động mạch dưới đòn trái và một động mạch dưới đòn phải. Tuy nhiên ở vị trí xuất phát điểm lúc ban đầu thì chỉ có một động mạch, được gọi là thân động mạch cánh tay đầu bên phải. Sau đó thân động mạch cánh tay đầu mới chia làm hai nhánh, đó là động mạch cảnh trung phải và động mạch dưới đòn phải. Và chúng ta thấy rằng sẽ không có khái niệm thân động mạch cánh tay đầu trái. Cho nên khi nói về thân động mạch cánh tay đầu thì chỉ nói tới thân động mạch cánh tay đầu bên phải là thôi. Thì thân động mạch cánh tay đầu á, thì theo xuất phát điểm thì thân động mạch cánh tay đầu nó sẽ chạy lên trên nền cổ bên phải, nó chia thành hai nhánh gọi là động mạch cảnh trung phải và động mạch dưới đòn phải ở ngay phía sau của khớp ức đòn phải. Nhắc lại, nếu lấy móc giải phẫu là khớp ức đòn trở lên thì người ta thấy rằng ở bên phải và bên trái đều xuất phát gồm có một động mạch cảnh trung và một động mạch dưới đòn tương ứng với bên phải và bên trái. Nhưng từ khớp phía dưới khớp ức đòn trở xuống lồng ngực thì có một thân động mạch cánh tay đầu, có một động mạch cảnh trung trái và có một động mạch dưới đòn trái tách ra từ cùng động mạch chủ. Thì cái hình minh họa trên bảng trên hình vẽ cho các bạn thấy rằng thì cái nguồn động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong nó sẽ xuất phát từ động mạch cảnh trung và nó sẽ cấp máu cho phần da mặt và vùng một phần của các cơ quan ở vùng cổ. Thì động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong là hai nhánh của động mạch cảnh trung, nhưng mà sẽ có một cái đặc điểm để phân biệt được đâu là động mạch cảnh ngoài và đâu là động mạch cảnh trong. Đó là động mạch cảnh ngoài, như các bạn thấy hình trên nền đó, thì động mạch cảnh ngoài nó sẽ chia rất nhiều nhánh bên ở vùng cổ và nó cấp máu cho vùng đầu mạch và một phần của vùng cổ. Ngược lại, cái động mạch cảnh trong đó, thì mặc dù nó tách ra từ động mạch cảnh trung ở phần cổ, nhưng nó sẽ chạy thẳng vào trong sọ, nó cấp máu cho các thành phần nằm ở trong sọ chứ không cấp máu cho phần đầu mạch. Như thấy rằng có một cái chỗ gọi là thông nối giữa động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong, đó là cái vùng ổ mắt và vùng trán. Thì cái vùng ổ mắt và vùng trán này nó sẽ cho những cái nhánh của động mạch cảnh trong sau khi cấp máu cho hộp sọ, các thành phần trong sọ chui qua các lỗ tự nhiên ở vùng đầu mạch và nó cấp máu cho phần phía trán và phía mắt. Thì đây là hình ảnh minh họa nói về vai trò cấp máu của động mạch cảnh. Thì lấy rằng cái động mạch cảnh và động mạch dưới đòn là hai cái hệ thống cấp máu chuyển cấp máu chính cho cái vùng đầu mạch và trong cái vùng đầu mạch nói chung, và chia làm hai nhóm. Thứ nhất là đối với hệ thống mà cấp máu cho phía ngoài, được hiểu hôm nay là các phần của da mặt, các cơ quan nông của vùng cổ thì chịu cấp máu chính bởi các nhánh của động mạch cảnh ngoài. Cái thứ hai là cấp nhánh cho các thành phần bên trong của hộp sọ, thí dụ như cấp máu cho não bộ
thì đó chính là vai trò của các nhánh của động mạch cảnh trong, cũng như là vai trò của các nhánh của động mạch dưới đòn. Bên cạnh đó, cái động mạch dưới đòn này nó còn tham gia các máu cho các cấu trúc da ở vùng cổ. Thì đây là hình ảnh minh họa các nhánh của động mạch, hệ thống động mạch cảnh và động mạch dưới đòn. Thì đây là hình ảnh minh họa các nhánh động mạch cảnh và động mạch dưới đòn bên phải. Thì chúng ta thấy rằng ở đối với những động mạch cảnh và động mạch dưới đòn bên phải thì nó có một đặc điểm là nó xuất phát từ một cái thân chung. Thân này được gọi là thân thân động mạch cánh tay đầu. Thì thân động mạch cánh tay đầu này khi nó chạy lên trên cái khớp tức đầu bên phải thì nó chia làm hai nhánh. Nhánh thứ nhất là nhánh chạy thẳng dọc theo mỗi cơ, cái cơ đó là cái cơ tùy hành của động mạch ở vùng cổ, cái cơ đó gọi là cớ đoạn chuẩn. Thì nhánh động mạch mà chạy dọc theo cớ đoạn chuẩn, cái nhánh động mạch đó được gọi là cái động mạch cảnh trung. Ngược lại, cái nhánh động mạch thứ hai là cái động mạch cảnh động mạch dưới đòn. Thì cái động mạch dưới đòn á, lúc này nó sẽ chạy như thế nào? Thì động mạch dưới đòn sau khi mà nó xuất phát ở trong ngực đối với động mạch dưới đòn trái, hoặc là từ thân động mạch cánh tay đầu đối với động mạch dưới đòn phải, thì nó lên khớp ức đoạn nền cổ thì nó sẽ tạo thành một vòng cung. Vòng cung này nó sẽ đi lên phía trên của cái hõm ức và nó tạo thành một cung lõm xuống dưới và nó tận hết ở một cái điểm giữa bờ dưới của xương đòn. Thì động mạch dưới đòn lúc này sẽ được đổi tên là động mạch nắp để cấp máu cho toàn bộ của chi trên. Trên đường đi thì cái động mạch dưới đòn nó sẽ liên quan tới các cấu trúc mà lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Thì đây là hình ảnh minh họa cho các nhánh. Đây là động mạch dưới đòn, đây là động mạch cảnh trung. Thì động mạch cảnh trung như các bạn thấy là khi nó lên tới đốt sống cổ số 4 thì động mạch cảnh trung nó sẽ chia làm hai nhánh. Một nhánh ở phía trước, lúc đầu thì ở phía trước và phía ngoài đó gọi là động mạch cảnh ngoài. Nhánh thứ hai ở phía sau và phía trong được gọi là động mạch cảnh trong. Động mạch cảnh ngoài thì như đã nói ở phía trên thì nó sẽ tiếp tục chia cái nhánh bên ở vùng cổ để cắt máu cho vùng đầu mạch và vùng cổ. Ngược lại, động mạch cảnh trong thì nó sẽ không chia nhánh bên ở vùng cổ mà nó sẽ chạy thẳng vào trong hộp sọ, đi qua một cấu trúc được gọi là phần đá của xương thái dương, đi vào trong hộp sọ và chia cho các nhánh để cắt máu cho vùng não, trong đó góp phần hình thành ra một cái hệ thống động mạch mà sau này mình gọi là cái đai giác pubis để cắt máu cho toàn bộ não bộ. Trên đường đi thì nhắc lại rằng động mạch cảnh ngoài nó sẽ cho nhánh bên ở vùng cổ, động mạch cảnh dưới đòn nó cũng sẽ cho những nhánh ở vùng cổ để cấp báo cho vùng đầu mạch và vùng cổ. Ngược lại, động mạch cảnh trong thì không có cho nhánh bên ở vùng cổ. Thì đây là hình ảnh minh họa như đã nói ở phía trên, đó là nếu như phía trên có bức đòn thì ở cả hai bên của nền cổ dọc theo khí quản, dọc theo khớp đòn chuẩn thì đều có hai hệ thống. Thứ nhất là động mạch cảnh trung phải, động mạch cảnh trung trái, động mạch dưới đòn phải và động mạch dưới đòn trái. Tuy nhiên, ở phía xuất phát điểm từ ngoài động mạch chủ thì chỉ có một thân động mạch cánh tay đầu và một động mạch cảnh trung trái và một động mạch dưới đòn trái. Thì đây là hình ảnh sơ đồ minh họa về vị trí xuất phát của động mạch cảnh trung cũng như là động mạch dưới đòn. Thì theo trong sách minh họa đó thì người ta thấy rằng ở ngang đốt sống cổ C4 thì động mạch cảnh trung bắt đầu nó sẽ chia làm hai nhánh. Một nhánh ở phía trước ngoài được gọi là động mạch cảnh ngoài, nhánh thứ hai là phía trước phía sau trong thì được gọi là động mạch cảnh trong. Tuy nhiên, ở cái vị trí phân đôi đó chỉ có 35% thì động mạch cảnh trung ở ngang đốt sống cổ số 4 thì nó sẽ chia làm hai nhánh là động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong. Một số trường hợp thì cái vị trí phân chia động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với đốt sống cổ số 4. Cho nên chính vì vậy, trong quá trình thực hành trên liên ngày hoặc trên mô hình thì các bạn sẽ thấy rằng một số vị trí mà nó chia cái động mạch cảnh đó, ngoài và động mạch cảnh trong có thể thấp hơn so với vị trí quy ước, đó là phổ biến, đó là động mạch, đó là ngang đốt sống cổ số 4. Thì trên bảng, trên cái hình này cho thấy rằng chỉ khoảng 35% thì cái động mạch cảnh trung nó sẽ chia làm hai nhánh, đó là động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong ở ngang đốt sống cổ số 4. Thì đối với cái động mạch cảnh ngoài thì lúc đầu á, động mạch cảnh ngoài nó sẽ nằm ở phía trước trong so với cái động mạch cảnh trong. Sau đó động mạch cảnh ngoài nó sẽ hướng ra ngoài để đi đến vùng tuyến mang tai. Sau khi đi tới vùng tuyến mang tai thì động mạch nó sẽ đi qua phần sâu của tuyến nước bọt mang tai, phía sau của bờ sau của ngành hàm, và đặc biệt là cái động mạch cảnh ngoài khi nó chạy tới ngang cái mức
bổ xương xương mỡ chạy ngang tới mức là khớp xương hàm dưới khớp thái dương hàm thì bắt đầu nó chia làm hai nhánh động. Nhánh thứ nhất nó được gọi là động mạch hàm và nhánh thứ hai nó được gọi là động mạch thái dương đông. Thì đây là cái vị trí mà tương ứng ở phía sau của xương hàm dưới ngang mức với lại khớp thái dương hàm, thì nó chia làm hai nhánh. Nhánh thứ nhất đó là nhánh tận thứ nhất, đó là nhánh động mạch hàm. Nhánh tận thứ hai là động mạch thái dương đông. Thì cái động mạch thái dương đông á, nó sẽ bắt đầu từ phía sau của cổ xương hàm dưới chạy lên trên, vượt qua mặt nông của mõm gò má, xuyên qua ở cực trên của tuyến nước bọt mang tai và nó sẽ cấp máu ở trong vùng thái dương và vùng đỉnh. Và các bạn sẽ biết rằng có một số cái động mạch là thái dương đông khi nó chạy nông, nó xuyên qua vùng da ở vùng thái dương thì mình có thể bắt được cái mạch đó. Cái thứ hai là cái động mạch hàm. Thì cái động mạch hàm là nhánh tận thứ hai của động mạch cảnh ngoài. Nó sẽ bắt đầu từ cổ hàm dưới và động mạch này nó chạy về phía trước đến hố chân bướm thậu cái, phân ra nhiều nhánh nuôi cho phần sâu của dụng mạch. Động mạch hàm cho một nhánh nuôi cho động mạch não quan trọng, đó là động mạch não giữa. Bên cạnh đó thì cái động mạch hàm này nó sẽ góp phần rất là lớn để cấp máu cho các cấu trúc ở bên trong, đặc biệt là hốc mũi. Về phân nhánh của động mạch cảnh ngoài thì cho dễ nhớ thì người ta chia cái phân nhánh của động mạch cảnh ngoài thì nó sẽ gồm có 6 nhánh bên kinh điển. Trong 6 nhánh bên kinh điển cho dễ nhớ thì người ta thấy rằng nó có 3 nhánh bên trước, 2 nhánh bên sau và 1 nhánh trong. 3 nhánh bên trước lần lượt đặt tên là động mạch giáp trên, động mạch lưỡi và động mạch mặt. Thì ba cái phân nhánh này là bên 3 phân nhánh xuất phát ở mặt trước của động mạch cảnh ngoài. 3 nhánh thứ hai, 3 nhánh còn lại thì trong đó có 2 nhánh xuất phát ở mặt sau, đó là động mạch chẵm và động mạch tai sau, và một nhánh xuất phát ở phía sau nhưng mà ở phía trong hơn so với hai nhánh động mạch tai sau và động mạch chẵm, đó chính là động mạch đầu lên. Thì nội dung trọng tâm của bài này thì các bạn cần phải đọc trong tài liệu để các bạn biết được vị trí xuất phát của các nhánh bên của động mạch cảnh ngoài. Trong đó nhắc lại thì động mạch cảnh ngoài nó sẽ cho 3 nhánh bên trước, 2 nhánh bên sau và 1 nhánh bên trong. 3 nhánh bên trước lần lượt đi từ dưới lên trên, đó là động mạch giáp trên, động mạch lưỡi và động mạch mặt. 3 nhánh bên sau lần lượt là động mạch hậu lên, động mạch chẵm và động mạch tai sau. Thì đây là hình ảnh một cái bản tóm tắt để cho các bạn thấy được các nhánh bên và các nhánh tận của động mạch cảnh ngoài nó sẽ cấp máu cho những cái vùng nào. Ví dụ như chúng ta biết rằng cái động mạch cảnh ngoài á, nó sẽ gồm có 6 nhánh bên và 2 nhánh tận. 6 nhánh bên thì 3 nhánh bên trước lần lượt đi từ dưới tới trên, đó là động mạch giáp trên, động mạch lưỡi, động mạch mặt. 2 nhánh bên sau, đó là động mạch chẵm, động mạch tai sau, và một nhánh bên sau nhưng mà xuất phát ở nhánh trong, đó là động mạch đầu lên. 2 nhánh tận là động mạch hàm và động mạch thái dương đông. Thì động mạch giáp trên nó sẽ cấp máu cho khí quản, tuyến giáp và thanh quản. Động mạch lưỡi sẽ cấp máu cho ổ miệng, lưỡi. Động mạch mặt sẽ cấp máu cho vùng nông của mặt, tuyến dưới hàm và một vùng cổ. Động mạch hầu lên sẽ cấp máu cho vùng hầu. Động mạch chẵm sẽ cấp máu cho vùng chẵm. Động mạch tai sau sẽ cấp máu cho da của vùng sau tai. Động mạch hàm sẽ cấp máu cho các cơ cắn, các cơ nhai, màng não, khoang mũi và mặt. Động mạch thái dương đông sẽ cấp máu cho vùng thái dương, vùng tai và vùng tuyến nước bọt mang tai. Thì các bạn có thể tìm hiểu được tất cả các nhánh này trong giáo trình. Cho nên sau khi mà mình điểm qua được 6 nhánh bên chính cũng như là 2 nhánh tận của động mạch cảnh ngoài thì các bạn cần phải có thời gian đọc tài liệu để các bạn tìm được vị trí xuất phát điểm của các nhánh này cũng như là mối tương quan
ở nơi vị trí xuất phát so với các nhánh khác. Ở đây thì sẽ minh họa cho các bạn biết một số cái nhánh chính để các bạn có cơ sở để tìm hiểu các nhánh còn lại. Ví dụ như đối với cái động mạch gấp trên, thì động mạch gấp trên á, thì sau khi nó xuất phát từ động mạch cảnh ngoài, nó sẽ chạy lên trên ra trước một đoạn ngắn trong tam giác cảnh. Sau đó cái động mạch giáp trên này nó sẽ đi xuyên qua một cấu trúc, không phải đi, xin lỗi, nó đi dọc theo bó mạch thần kinh thanh quản trên. Nó sẽ cho các nhánh động mạch thanh quản trên, động mạch nhãn giáp và một số nhánh nhỏ như động mạch dưới móng và động mạch tớ toàn chủng. Cuối cùng nó sẽ cho hai nhánh tận đến cực trên của tuyến giáp. Thì người thấy rằng cái động mạch giáp trên này này, khi mà nó đi lên thì nghe cái tên gọi là động mạch giáp, được hiểu nôm na cái động mạch giáp trên này nó sẽ cho nhánh để cấp máu cho tuyến giáp. Thì cái động mạch giáp trên này á, khi mà trên vị trên đường đi, khi mà nó cấp máu cho tuyến giáp và cực trên của tuyến giáp, thì nó sẽ trùng với nhánh nó đi kèm với cái thần kinh thanh quản trên, đó là cái nhánh xuyên qua cái màng giáp bóng để nó cấp máu cho các cơ của vùng thanh quản. Và chính vì nó đi kèm với cái thần kinh thanh quản trên là một nhánh của dây thần kinh lan can, và cái thần kinh thanh quản trên này, nếu như các bạn tìm hiểu về cái phần thanh quản á, thì cái nhánh nhánh trên của thần kinh thanh quản trên nó xuyên qua màng giáp bóng, nó sẽ chi phối vận động cho các cơ thanh âm. Cho nên khi mà tổn thương cái động mạch giáp trên, đặc biệt là cái nhánh thanh quản trên này, khi mà người ta cầm đốt, người ta có khả năng người ta tổn thương cái thần kinh thanh quản trên, thì khi mà tổn thương thần kinh quản trên thì nó sẽ ảnh hưởng tới sự khép mở của cơ thanh âm, thì bệnh nhân có khả năng là thay đổi giọng nói sau khi bộ tuyến giáp là đốt cầm máu của cái động mạch thanh động mạch giáp trên là nhánh của động mạch thanh quản trên là nhánh của động mạch giáp trên. Đây, thì bạn thấy rằng cái động mạch giáp trên khi nó đi lên, nó đi xuống dưới thì nó sẽ cho một cái nhánh động mạch gọi là động mạch cực trên của tuyến giáp, hút cho tuyến giáp, và nó sẽ thông nối với một cái động mạch nữa gọi là cái động mạch giáp dưới. Thì đây là cái hình ảnh minh họa cho các bạn thấy rằng đây là cái động mạch giáp trên. Thì cái động mạch giáp trên đó là cái nhánh xuất phát ở phía trước, dưới và nhánh dưới nhất của động mạch cảnh ngoài. Thì cái động mạch giáp trên và động mạch giáp dưới xuất phát từ động mạch dưới đòn là hai cái động mạch mà cấp máu chính cho tuyến giáp. Và cái động mạch giáp trên và động mạch giáp dưới sẽ đi kèm với một cái thần kinh. Đối với trên thì nó sẽ đi cùng với thần kinh thanh quản trên, ở phía dưới đó là thần kinh hoạt động thanh quản. Và hai cái thần kinh này cùng với hai cái động mạch này nó sẽ cấp máu cho các cơ của thanh quản, trong đó có vai trò cấp máu cho đóng mở dây thanh âm. Cho nên khi tổn thương hai cái động mạch này, khi ta cầm máu đốt có khả năng tổn thương hai cái thần kinh và có khả năng tổn thương sự đóng mở của thanh âm và thay đổi giọng nói. Cái động mạch thứ hai đó là cái nhánh thứ hai xuất phát ở mặt trước của động mạch và cảnh ngoài, đó là chính là động mạch lưỡi. Thì động mạch lưỡi nó sẽ xuất phát từ cái động mạch cảnh ngoài ở ngang mức là đỉnh sừng lớn của xương móng, nó sẽ chạy uốn lượn theo hình xin ra phía trước và lên trên. Thì cái động mạch lưỡi này nó có một cái đặc điểm á, là nó sẽ chạy bắt chéo cái thần kinh hạ thiệt, sau đó nó đi vào sau của cơ nhị thân và cơ chăm móng, sau đó nó chạy ngược từ dưới lên trên để cho nó cấp máu cho các cơ của vùng lưỡi. Thì bạn thấy rằng cái lưỡi của mình á, nếu mình biết là nó có rất là nhiều máu, mình xem trong phim đó, khi mà người ta tổn thương lưỡi nó chảy rất là nhiều máu, nhưng mà cái động mạch cấp máu cho lưỡi thì nó lại đi từ dưới lên trên, nghĩa là xuất phát từ cái động mạch lưỡi, và động mạch lưỡi thì nó là một nhánh của động mạch cảnh ngoài và nó chi phối cấp máu cho lưỡi từ mặt ngược từ dưới lên trên, đó là cái nhánh của động mạch lưỡi. Thì động mạch lưỡi ấy, thì nó chia là các nhánh chính. Thì khi mà học tới bài lưỡi thì các bạn thấy rằng cái lưỡi nó sẽ được cấp máu bởi hai cái nguồn, đó là động mạch lưỡi sau và động mạch lưng lưỡi. Thì động mạch lưỡi sau và động mạch lưng lưỡi này nó là các nhánh tách ra từ động mạch lưỡi. Động mạch thứ hai mà mình cần động mạch thứ ba xuất phát ở phía trước của động mạch cảnh ngoài, đó chính là cái động mạch mạch. Thì động mạch mạch là một động mạch có vai trò rất là quan trọng ở trong vùng đầu mặt, vì lý do nó cấp máu chính cho các cơ của vùng đầu mặt mà chúng ta đã tìm hiểu ở phía trong những bài trước. Đó là các cơ của vùng đầu mặt, mình nhớ lại là nó có 6 nhóm cơ chính. Thứ nhất là nhóm cơ trán, nhóm cơ mắt, nhóm cơ mũi, nhóm cơ tai, nhóm cơ miệng và cổ tự nhai. Thì cái động mạch mạch á, nó xuất phát từ cái động mạch cảnh ngoài hơi trên động mạch lưỡi, tựa vào thành bên hầu và nó sẽ chui sâu vào cơ nhị thân và cơ chăm móng, chạy giữa tuyến dưới hàm và xương hàm dưới. Thì đặc biệt
cái động mạch mạc này nó liên quan mật thiết với một cấu trúc, nó được gọi là tuyến nước bọt dưới hàm. Nó chạy nằm ẩn sâu phía dưới tuyến nước bọt dưới hàm, sau đó nó mới quặt ngược lên trên và nó chạy ngoằn ngoèo và nó bò lên cái ngành của xương hàm dưới. Chính vì vậy một số trường hợp mình sẽ bắt được cái động mạch này khi nó tì lên cái xương hàm dưới. Ở mặt thì sau khi nó bò lên xương hàm dưới thì cái động mạch mặt này nó sẽ chạy ngoằn ngoèo và nó tận cùng bởi một cái động mạch được gọi là cái động mạch gốc, hướng về phía góc trong của mắt. Và cái động mạch gốc này này là cái nơi mà bắt đầu tận hết của nhánh của động mạch cảnh ngoài là động mạch mạc. Thì khi từ động mạch gốc trở vào thì bắt đầu nó sẽ có sự thông nối với hệ thống động mạch cảnh trong, như cái hình lúc đầu chúng ta minh họa, đó là ở vùng mắt, vùng trán thì sẽ có vai trò cấp báo của hệ thống các nhánh của động mạch cảnh trong. Thì động đặc điểm của động mạch mạc về hình thái, tại sao nó chạy ngoằn ngoèo như vậy, thì do là nó chi phối cấp máu cho các cơ của vùng động mạch, trong đó có khối cơ nhai, cho nên cái động mạch nó chạy ngoằn ngoèo để nó thích nghi với sự chuyển động của hầu, của hàm, môi và má khi nhai và nuốt. Thì đây là cái nhánh bên chính thì các bạn có khả năng tìm hiểu trong sách. Đó là minh họa về các mốc mà các bạn cần phải tìm hiểu khi nói về các nhánh bên của động mạch cảnh đối với ba nhánh bên chính. Còn đối với ba nhánh bên sau, hầu lên, chẵn và tai sau, thì các bạn có thể tìm hiểu trong thêm trong sách giáo khoa. Thì nhắc lại là đối với các nhánh bên của động mạch cảnh cũng như đối với tuyến tận thì các bạn phải xác định được nó xuất phát từ mặt nào của động mạch cảnh. Cái thứ hai là ở ngang vị trí móc xương gì, và cái thứ ba nó liên quan đến những cấu trúc gì quan trọng. Thí dụ như động mạch giáp trên thì nó sẽ cho nhánh xuyên qua giáp móng. Động mạch mạc nó sẽ liên quan mật thiết với tuyến nước bọt dưới hàm, sau đó nó quặt ngược lên bờ dưới xương hàm dưới và nó đi vào gần hốc mắt thì đổi tên thành mạch gốc, và bắt đầu đó là có sự thông nối với động mạch cảnh trong. Thì đó là những cái chi tiết mà các bạn cần phải biết. Cái động mạch thứ hai là tách ra từ động mạch cảnh trung ngang với đốt sống cổ số 4, đó chính là cái động mạch cảnh trong. Thì động mạch cảnh trong như là nói ở phía trên thì động mạch cảnh trong nó xuất phát ở phía trong so với nó xuất phát ở phía trong so với động mạch cảnh ngoài, và đặc điểm là nó không cho nhánh bên ở vùng cổ. Động mạch cảnh trong thì nó sẽ chạy thẳng vào trong hộp sọ. Chạy như thế nào, đường đi của động mạch cảnh trong như thế nào thì mình có thể nhìn thấy ở trên hình ảnh này cho thấy. Thứ nhất là cái động mạch cảnh trong á, nó chạy lên trên nền sọ thì nó chui qua cái lỗ. Cái lỗ này trong bài xương động mạch cổ chúng ta đã biết đó là cái lỗ động mạch cảnh trong ở mặt dưới của xương thái dương. Sau khi nó chui vào cái động mạch cảnh, nó chui vào cái lỗ động mạch cảnh trong ở mặt dưới xương thái dương thì nó không có xuyên qua cái xương thái dương mà bắt đầu nó chạy uốn khúc trong phần đá của xương thái dương, để rồi nó lại thoát ra một cái lỗ được gọi là cái lỗ động mạch cảnh trong ở phần đá của xương thái dương. Sau khi nó thoát qua cái lỗ này rồi, nó sẽ đi chui qua một cái lỗ nữa, nó lại lướt qua một phần cấu trúc được gọi là cái lỗ rách. Sau khi nó lướt qua cấu trúc của phần lỗ rách thì nó đi hai bên phần yên xương bướm trong xoang tĩnh mạch hang, và nó chia thành 4.000 cùng để nó cấp máu cho não, đó chính là động mạch não trước, não giữa, thông sau và mạch mạch trước. Thì các nhánh tận của động mạch cảnh trong này nó sẽ nối với các nhánh tận của động mạch nền để hình thành một cái đa giác gọi là đa giác Willis để cấp máu cho toàn bộ của não bộ. Trên đường đi của động mạch cảnh trong thì nó sẽ cho các nhánh chính, nhánh bên chính, trong đó mình cần nhớ hai nhánh. Nhánh thứ nhất là nhánh nhĩ để cấp máu cho màng nhĩ, và nhánh thứ hai là nhánh động mạch mắt để cấp máu cho nhãn cầu. Thì ở ngang mức bờ trên của sụn giáp tương ứng với đốt sống cổ số 4, ở phía ngoài so với động mạch cảnh ngoài không có nhánh bên nào, thì ở trong sọ nó sẽ có nhánh bên lớn là động mạch mắt để đi qua lỗ thần kinh thị giác để vào trong ổ mắt để nuôi dưỡng nhãn cầu, ổ mắt và da của vùng trán. Thì đây là hình ảnh cho thấy rằng cái đường đi của động mạch cảnh trong nó không có xuyên thẳng qua xương thái dương để nó đi thẳng vào trong hộp sọ, mà nó chui vào phần đá xương thái dương, gặp góc đi vào phần hai bên của thân xương bướm, sau đó là uốn góc ở phía trên của mỏm yên bướm trước khi nó chia thành các nhánh tận để góp phần hình thành ra đa giác Willis. Trên đường đi của động mạch cảnh trong này nó sẽ cho một nhánh rất là quan trọng, đó là nhánh bên, đó là động mạch mắt để cấp máu cho nhãn cầu, ổ mắt và da của vùng trán. Đây là hình ảnh minh họa cho các bạn thấy rằng ở đây là cái phần cổ của động mạch cảnh trong, sau khi nó tách ra từ cổ của động mạch cảnh trung ở ngang đốt sống cổ số 4 thì động mạch cảnh trong nó sẽ đi vào trong hộp sọ. Khi mà đi vào hộp sọ thì nó không có đi thẳng xuyên qua phần đá xuyên thái dương mà
và bắt đầu nó sẽ gặp góc trong vần đá xuyên thái dương, lướt qua lỗ rách, đi ngược lên thanh xương bướm, tận hết ở mỏm biên ướm trước, sau đó nó chia thành các nhánh để hình thành ra đa giác pleuris. Thì đây là hình ảnh minh họa cho sự gặp góc của động mạch cảnh trong trong cái phần mà nó đi trong phần đá xuyên thái dương. Thì thấy rằng ngoài cái chuyện mà đi trong phần đá xuyên thái dương thì động mạch cảnh trong khi nó đi vào trong sọ đó thì nó đi vào trong một khối, cái phần đó nó được gọi là phần xoang tĩnh mạch hang hay còn gọi là xoang hang. Và trong thành phần xoang hang này, cái động mạch cảnh trong này được gọi xoang hang là một cái xoang được tạo bởi phần màng cứng, nó chứa cái mạch máu của não. Thì thấy rằng trong xoang hang này, cái động mạch cảnh trong nó được bao quanh bởi các dây thần kinh sọ, trong đó đó là động mạch dây thần kinh sọ số 5, dây thần kinh sọ số 4, dây thần kinh sọ số 3 và dây thần kinh sọ số 6. Thì những dây thần kinh sọ này nó sẽ bao quanh cái động mạch cảnh trong, và bao xung quanh của các dây thần kinh sọ và động mạch cảnh trong này đó chính là xoang hang, được hiểu nôm na là nó chứa cái tĩnh mạch trong sọ. Thì động mạch cảnh trong á, thì khi nhắc lại động mạch cảnh trong khi nó tới cái mỏm yên bướm trước thì nó chia làm bốn nhánh. Bốn cái nhánh của động mạch cảnh trong sẽ góp phần hình thành ra đa giác Willis, được hiểu nôm na là đa giác cấp báo cho vùng não. Thì thấy rằng đây là hình ảnh nè, cái động mạch cảnh trong đây là nhìn từ dưới lên, thì động mạch cảnh trong lúc này nó đã quặt ngược lên cho mỏm yên bướm trước và nó chia làm bốn nhánh chính. Bốn nhánh, nhánh thứ nhất đó là cái động mạch não giữa. Động mạch não giữa sẽ góp phần cấp báo cho phần lớn mặt bên của não. Động mạch thứ hai là cái động mạch não trước, thì động mạch não trước sẽ góp phần cấp máu cho phần thị trán và mặt trong của não, mặt mặt trước và động mạch thông sau. Thì cái động mạch thông sau này là một nhánh rất là quan trọng để nối giữa các nhánh ở động mạch các nhánh ở phía trước của động mạch dưới đòn và đối với các nhánh ở phía sau của động mạch nền. Mà động mạch nền sau này mình biết rằng đó là hai nhánh, đó là cái phần tạo bởi các nhánh của động mạch đốt sống tách ra từ động mạch dưới đòn. Thì khi mà cái hệ thống thông nối này nó sẽ hơi hai bên, nó sẽ hình thành một cái đa giác đó được gọi là cái đa giác Willis. Thì ở ngay cái vị trí xuất phát chia đôi của động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong thì nó có một cái chi tiết rất là quan trọng. Cái chi tiết đó người ta gọi là xoang cảnh và tiểu thể cảnh. Thì xoang cảnh là gì và tiểu thể cảnh là gì? Thì người ta thấy rằng xoang cảnh đó và tiểu thể cảnh được hiểu nôm na đó là xoang cảnh là chỗ phình ra ở đoạn cuối của động mạch cảnh trung, ở đoạn cuối của động mạch cảnh trung. Xoang cảnh nó có đầu mút thần kinh, nó nhạy cảm với áp lực máu trong động mạch cảnh, gọi là các áp thụ cảm. Cái tiểu thể cảnh thì tiểu thể cảnh được hiểu nôm na đó là một cấu trúc nhỏ bằng nửa móng tay, màu xám hoặc nâu nhạt, nằm ở thành mạch dừng chỗ phân đôi của động mạch cảnh trung, chia thành động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong. Nó cũng có chứa các thụ cảm thần kinh nhạy cảm với nồng độ khí trong máu, gọi là các hóa thụ cảm. Để nhắc lại, tiểu thể cảnh hay xoang cảnh được hiểu nôm na là cái vùng ở nằm trong cái chỗ chia đôi, gần chỗ chia đôi của động mạch cảnh trung thành động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong, mà nó liên quan mật thiết với các thần kinh. Những cái thần kinh này nó sẽ cho các receptor vào trong xoang cảnh và tiểu thể cảnh để gọi là các áp thụ cảm, nghĩa là các thụ cảm, nghĩa là các receptor liên quan tới áp suất, và các hóa thụ cảm nghĩa là các receptor liên quan tới nồng độ các khí trong các chất trong máu, gọi là hóa nội môi. Thì nhờ các áp thụ cảm và hóa thụ cảm mà xoang cảnh và tiểu thể cảnh đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa mạch và huyết áp. Mà các sợi thần kinh đó, khi nó tới các tiểu thể cảnh và các xoang cảnh này để nó hình thành ra các receptor là tiếp nhận các tín hiệu điều hòa về áp suất, điều hòa về nồng độ nội môi trong mạch máu, thì các sợi thần kinh thường xuất phát từ các dây thần kinh thiệt hầu, hay được hiểu nôm na là dây thần kinh sọ số 9 và dây thần kinh lăng hang, hay còn gọi là dây thần kinh sọ số 10. Thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà nó tổn thương hay là nó kích thích hai cái xoang cảnh và tiểu thể cảnh này thì nó sẽ kích thích lên vai trò của nút xoang và nút nhĩ thất, và nó sẽ gây ảnh hưởng tới một là huyết áp, hai là đường dẫn truyền thần kinh cho tim. Và chính vì vậy nó sẽ gây ra một số hội chứng. Hội chứng thứ nhất đó gọi là hội chứng ngất. Ví dụ mình hay có một động tác, các bạn thấy là có những người đang dùng dao cạo á, khi người ta cạo cái vùng cổ nè, vô tình nó ngang cái đốt sống cổ số 4, thì nơi ở vị trí chia đôi của động mạch cảnh trung thành động mạch cảnh ngoài
động mạch cảnh trong ngang ở cái chỗ mà có nguy cơ, đó là xoang cảnh và tỷ lệ cảnh, thì cảm giác cạo này nó vẫn kích thích cái xoang cảnh và tỷ lệ cảnh, và khi nó kích thích cái xoang cảnh và tỷ lệ cảnh này nó sẽ gây ra tình trạng nó gọi là một hội chứng, nó gọi là hội chứng nhất. Vì lý do khi nó kích thích xoang cảnh và tỷ lệ cảnh thì nó sẽ giảm dẫn truyền của nút xoang tới nút bị thấp và nó sẽ làm ngưng tim thoáng qua. Hoặc một số trường hợp đó là người ta đeo cà ra bát quá chặt, khi động tác siết cà ra bát thì nguy cái vô tình người ta chạm vào cái xoang cảnh và tỷ lệ cảnh, người ta cũng thể năng là người ta gây ngất thoáng qua. Rồi, mình nghĩ tí nha. Hai mươi phần trăm nữa là phải lên thêm 2k nữa, có 20 phải lên ít nhất là 2k nữa, ít cũng phải 12k, 12 13k, cộng xong còn dưới có 2k điểm mà, cộng xong còn 2k điểm là làm gì ta, bảng 3 top 500 tầm như điểm ổn anh chị em ơi, bảng 3 đồ cả thời chị ơi, mấy bảng sau anh không biết. Em chỉ mong kiếm mảnh môi. Ôi, mảnh môi thì dễ mà. Rồi, mình sang bảng tàu mình đổi rồi pi thử. Xem ra được cái gì không. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp theo cái hệ thống động mạch thứ hai cấp máu cho vùng đầu mặt, đó chính là hệ thống động mạch dưới đầu. Thì về về cái phạm vi cấp máu á, thì cái động mạch dưới đầu cũng như động mạch dưới đầu thì nó cấp máu chính chủ yếu cho chi trên. Tuy nhiên, các nhánh bên của động mạch dưới đầu nó sẽ cấp máu cho não, nền cổ và thận. Thì xuất phát điểm như chúng ta đã trao đổi ở phần đầu thì động mạch dưới đòn xuất phát điểm bên phải và bên trái khác nhau. Đối với động mạch dưới đòn trái thì nó xuất phát trực tiếp từ cung động mạch chủ hay quai động mạch chủ ở ngang đốt sống ngực số 4. Tuy nhiên động mạch dưới đòn phải thì nó là xuất phát từ thân động mạch cánh tay đầu lên trên tới các khúc đòn ở sau đầm cổ thì nó mới chia làm động mạch dưới đòn bên phải. Động mạch dưới đòn bên phải thì từ các khúc Đúng. đòn trở lên thì động mạch dưới đòn nó sẽ có đường đi và giống nhau, giống như mình đã nói ở phía trước, đó là động mạch dưới đòn nó sẽ tạo ra một cái khung lõm xuống dưới và nó tận hết ở điểm giữa bờ sau xương đòn, thì nó được đổi tên là động mạch thấp nấp để nó cấp máu cho chi trên. Trên đường đi của động mạch dưới đòn thì nó liên quan phía trước với tĩnh mạch dưới đòn, thần kinh hoàng và các cơ bậc thang. Động mạch dưới đòn nó sẽ cho nhánh nối với các nhánh động mạch lân cận như động mạch cảnh trong, động mạch cảnh ngoài, động mạch nắp, động mạch chủ ngực, động mạch chủ ngoài, động mạch dưới đòn đối diện. Đây là cái hình ảnh minh họa cho các bạn thấy đây. Hồi là cho nhiệm vụ cộng đô rồi chứ. Các hình ảnh minh họa cho Căng thấy thật. đó là động mạch dưới đòn. Thì người thấy rằng cái động mạch dưới đòn á, ở phần cổ thì động mạch dưới đòn nó sẽ liên quan mật thiết với một cái cơ được gọi là cái cơ bậc thang, cơ trước
Thì nếu như mà trên thực quá tập, tung lửa tức là trong quá trình thực tập thì các bạn sẽ thấy sẽ ra được bùa cái đúng không? mốc để mình xác định được cái động mạch dưới đòn nằm ở trong vùng Em cổ, đó bị là động loãng mạch xương dưới đòn mà và chưa đóng gọi là nối phiên thần bản kinh sóng cánh mạch tay trong là cái bộ sóng phận mạch bàn thực này, sự nó sẽ được 78 kẹp rồi mà. bởi giữa hai cái cơ, nó giống như kẹp xe buýt vậy. Thì cái cơ ở phía trước đó là cơ bậc thang trước, và cái thơ ở phía sau được gọi là cơ bậc thang sau. Và ở trong nền cổ nó nhìn thấy được một cái chi tiết mà có cái hình màu vàng vàng, đó là cái động mạch đóng nối thần kinh cánh tay, cái đỏ đỏ nó là một cái động mạch mà nó kẹp ở giữa hai cái cơ. Thì mặc nhiên hiểu rằng cái màu vàng đó là đóng nối thần kinh cánh tay, và cái động mạch nằm giữa hai cơ đó là động mạch dưới đòn. Hai cơ đó ở phía trước là động mạch, cơ bậc thang trước, và ở phía sau chính là cơ bậc thang sau. Thì cái động mạch dưới đòn do nó liên quan mật thiết cơ bậc thang trước cho nên là mạch dưới đòn nó được chia làm ba phần. Phần thứ nhất là phần đoạn trong cơ bậc thang, phần thứ hai là đoạn sau cơ bậc thang, và đoạn thứ ba là đoạn ngoài cơ bậc thang. Thì đoạn ở phía trong cơ bậc thang, ngoài cơ bậc thang và sau cơ bậc thang thì nó gồm những nhánh gì thì các bạn có thể về coi trong tài liệu. Thì người ta thấy rằng á, cái động mạch dưới đòn thì nó sẽ chia thành các nhánh chính, thì nó gồm sẽ có bốn nhánh bơm chính sau đây. Nhánh thứ nhất là được gọi là cái nhánh mà nó xuất phát ở đoạn trong cơ bậc thang, đó gọi là thân giáp cổ. Trong cái thân giáp cổ này nó sẽ có một nhánh được gọi là cái động mạch giáp dưới. Cái đoạn thứ hai là đoạn cũng nằm ở giữa đoạn trong cơ bậc thang và đoạn sau cơ bậc thang, nó là một cái động mạch có đường kính tương đối lớn, đó gọi là động mạch đốt sống. Cái động mạch đốt sống này nè, nó sẽ chui qua lỗ ngang của các đốt sống cổ, từ đốt sống cổ C6 cho tới đốt sống cổ ngực một, tới đốt sống C1 để đi vào hộp sọ. Và khi nó đi vào hộp sọ, nó chui qua cái lỗ lớn xương chẵn á, thì cái động mạch đốt sống bên phải và động mạch đốt sống bên trái nó sẽ hợp lại với nhau để hình thành một cái động mạch. Động mạch đó nó được gọi là cái động mạch nền. Cái động mạch thứ ba được gọi là cái thân thứ ba, nó xuất phát ở phía trên so với động mạch phía trên, mặt trên của động mạch dưới đòn, ở phía ở đoạn bờ bờ sau của cơ bậc thang, nó được gọi là thân sườn cổ, thân sườn cổ. Và một nhánh thứ tư là nhánh là xuất phát, thường là nhánh duy nhất xuất phát ở mặt dưới của động mạch dưới đòn, chạy xuống phía dưới sau các sụn sườn hai bên bờ xương ức, và nó nuôi dưỡng cho thành ngực và thành bụng, được gọi là động mạch ngực trong, động mạch ngực trong. Thì nhắc lại, động mạch dưới đòn thì nó sẽ chia làm bốn nhánh. Thứ nhất là thân giáp cổ, động mạch đốt sống, thân sườn cổ, thì ba cái nhánh này thường xuất phát ở mặt trên của động mạch dưới đòn. Cái nhánh thứ tư đó là động mạch ngực trong, thì thường nó xuất phát ở mặt dưới của động mạch dưới đòn. Thì vị trí xuất phát của động mạch thượng ngực trong thì thường nó đối diện với lại cái thân giáp cổ. Đây là hình ảnh cho thấy các nhánh bên của cái động mạch dưới đòn, đó là động mạch đốt sống, động mạch thân giáp cổ, thân sườn cổ và động mạch ngực trong. Thì ở trên hình ấy, trên cái nội dung này thì mình cần phải tìm hiểu kỹ về cái động mạch đốt sống. Thì cái động mạch đốt sống thường nó xuất phát từ động mạch dưới đòn ở bờ ngoài của cơ dài cổ, đi lên sau ống ngực và động mạch giáp dưới, nó chui vào lỗ ngang của đốt sống cổ số 6, sau đó nó chui qua các lỗ ngang của các đốt sống cổ từ số 6, từ C6 đến C1. Nó chạy cùng với tĩnh mạch trong đốt sống cổ, và tại đây khi nó chui qua cái lỗ lớn của xương chẵn thì hai động mạch đốt sống sẽ hợp nhất thành động mạch nền. Động mạch nền. Cái động mạch nền này nó sẽ cho các nhánh, trong đó quan trọng nhất các bạn cần biết đó là động mạch não sao, và một nhánh nữa đó là động mạch nền để cấp máu, một nhánh nhỏ để cấp máu cho tai. Cho tai. Thì đây là hình ảnh minh họa động mạch đốt sống là một nhánh bên của động mạch dưới đòn ở đoạn trong đoạn sau cơ bậc thang. Thì động mạch dưới đòn nó sẽ cho nhánh động mạch đốt sống chui qua lỗ ngang của các đốt sống cổ, khi lên tới đốt sống cổ C1 thì nó chui qua cái lỗ lớn của xương chẵn và nó nhập bởi hai cái động mạch đốt sống ở hai bên, hình thành ra cái động mạch nền. Cái động mạch nền cho một cái nhánh động mạch lớn được gọi là cái động mạch não sao. Cái động mạch não sao nó sẽ nối với cái động mạch thông sao, mà nhánh thông sao là một nhánh của động mạch cảnh trong, để hình thành một cái đa giác. Đây, đa giác. Đa giác này mình gọi là cái đa giác Lewis, để cấp máu toàn bộ cho não. Thì động mạch não sao sẽ cấp máu cho phần sau của não. Thì trên đường đi của động mạch nền nó cho những cái nhánh, ví dụ như nhánh cấp máu cho màng não, thì trong đó thì động mạch nền nó sẽ cho một nhánh nữa, nó sẽ cấp máu cho phần tai trong. Thì đây là hình ảnh của đa giác Willis. Nhắc lại, thì cái đa giác Willis này nó được tạo bởi năm nhánh động mạch. Nhánh thứ nhất là
bốn nhánh trước là nhánh cái nhánh của động mạch cảnh trong, gồm có động mạch não trước, động mạch não giữa, động mạch thông sau, động mạch 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 trước. Thì các nhánh này xuất phát từ động mạch cảnh trong tận hết ở mỏ biên bướm trước. Cái nhánh thứ hai đó là cái nhánh động mạch não sau. Động mạch não sau là nhánh tận của động mạch nền, mà động mạch nền được tạo bởi hai cái động mạch đốt sống, mà động mạch đốt sống là một nhánh bên của động mạch giữa lòng. Thì đây là hình ảnh cho thấy rằng cái đa giác Willis này nó sẽ cấp máu cho phần lớn các thành phần của não. Ví dụ như mình thấy cái động mạch não giữa đó sẽ cấp máu cho phần bên ngoài phía trước đằng giữa của động mạch của não. Động mạch não trước cấp máu cho mặt trong thùy trán của não, còn động mạch não sau sẽ cấp máu cho phần hỗn sọ sau. Thì đây là hình ảnh bên ngoài các thể tích các diện cấp máu. Một vai trò ứng dụng khác của động mạch dưới đầu đó là vai trò của cái động mạch ngực trong. Thì nói rằng cái động mạch ngực trong á, là cái động mạch mà duy nhất xuất phát ở mặt dưới của động mạch dưới đầu, và nó sẽ chạy dọc ở đâu? Nó chạy sau khớp bích đòn, chạy ngay phía dưới của cái mảng sụn sườn này, và nó chạy xuống dưới cấp máu cho cái thành ngực và ổ bụng, và đặc biệt nó tận hết ở ở ngay ở phía cơ hoành. Nó sẽ cho động mạch hoành dưới và động mạch thượng vị dưới. Thì cái động mạch ngực trong này khi nó chạy ở phía khớp bích đòn, nó chạy sau các sụn sườn hai bên bờ xương ức, thì nó sẽ cho cái nhánh xuyên ra phía trước của giữa các khớp khớp ức khớp khớp sụn sườn, nó được gọi là các nhánh động mạch xuyên qua các khoang sườn, được gọi là các nhánh động mạch vú trong, để cấp máu cho bờ trong tuyến vú. Thì nếu như các bạn học tới cái bài động mạch chi trên á, thì bạn sẽ thấy rằng nó có cái nhánh động mạch của chi trên tách ra từ động mạch nách, nó được gọi là động mạch ngực ngoài. Thì động mạch ngực ngoài trong sách của giáo sư Nguyễn Văn Quyền có mô tả, thì động mạch ngực ngoài nó sẽ cho những cái nhánh này vòng lên ở mặt bên ngoài của tuyến vú, nó được gọi là động mạch vú ngoài, thì nó sẽ cấp máu cho phần ngoài của tuyến vú. Thì cái động mạch vú sẽ còn một nguồn là động mạch vú trong, thì nó sẽ xuất phát bởi cái nhánh xuyên gian sườn xuất phát từ cái động mạch ngực trong. Cho nên thấy là cái động mạch ngực trong ngoài cái chuyện là nó sẽ góp phần cấp máu cho thành ngực, thì nó còn cấp máu cho bờ trong của tuyến vú. Nói về cái hệ thống tĩnh mạch đầu mạch, thì người ta thấy rằng cái tĩnh mạch đầu mạch á, nó sẽ gồm có hai hệ thống. Thứ nhất là hệ thống nông và hệ thống sâu. Tĩnh mạch nông nó sẽ nhận máu từ các vùng nông của vùng đầu mạch, vùng nông của vùng đầu mạch gồm có tĩnh mạch mạc, tĩnh mạch sau hàm, tĩnh mạch mạc trung, tĩnh mạch chẵn và tĩnh mạch cảnh ngoài. Cái nhóm thứ hai đó là các nhóm tĩnh mạch sâu. Thì cái nhóm tĩnh mạch sâu sẽ nhận máu từ các xoang tĩnh mạch màng cứng của não, các cấu trúc sâu của vùng đầu mạch, đặc biệt là qua các tĩnh mạch cảnh trong và tĩnh mạch đốt sống. Và nhắc lại, các tĩnh mạch này thì thường nó đi kèm với các tĩnh mạch cùng tên, và phần lớn các tĩnh mạch nông và các tĩnh mạch sâu của vùng đầu mạch nó sẽ đổ vào tĩnh mạch cảnh trong, nó đổ vào tĩnh mạch cảnh trong, và sau đó nó sẽ hoặc là nó đổ vào tĩnh mạch dưới đầu. Thì đây là ứng dụng của động mạch cảnh và động mạch dưới đầu. Thì các bạn thấy rằng ở cái vùng cổ á, thì cái động mạch cảnh trung nó sẽ chạy tùy hành với cái cơ ức đoạn chẩm và ngang cái vị trí mà nó chia đôi giữa động mạch cảnh trung thành động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong, dọc bờ trong của cơ ức đoạn chẩm thì mình sẽ bắt được cái động mạch này, động mạch cảnh. Cái thứ hai giống như đã nói đó là động mạch nhánh tận của động mạch cảnh, đó là động mạch thái dương nông. Khi nó chạy lên ở phía trên cực trên của tuyến động mạch mang tai chi phối cho vùng thái dương vùng da đầu, thì mình sẽ bắt được vị trí của động mạch cảnh, động mạch thái dương nông, hoặc là mình bắt được cái vị trí của động mạch mạc khi động mạch mạc này nó quặn ngược lên bờ của xương hàm dưới. Ở đây thì cho thấy rằng vai trò của động mạch hàm và động mạch hàm và cái nhánh cấp máu cho tiền đình móng tay tách ra từ động mạch nền. Thì mình thấy là cái động mạch nền nó ngoài cho nhánh động mạch não sau hình thành ra đa giác Willis, thì động mạch nền nó sẽ cho nhánh cấp máu cho phần móng tay và phần cơ quan tiền đình móng tay. Còn đây là cái động mạch mạc và động mạch hàm. Thì động mạch hàm như đã nói là động mạch hàm là động mạch cấp máu chính cho vùng hốc mũi. Đối với cái phần tĩnh mạch đầu mạch cổ thì nhắc một bạn một chuyện á, thì cái tĩnh mạch đầu mạch cổ thì do nó đi kèm với hệ thống động mạch, mà mình thấy rằng ở cái vùng ổ mắt, vùng trán thì nó là có sự thông nối giữa động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong. Thì cái vùng này nó cũng có sự thông nối giữa tĩnh mạch cảnh ngoài và tĩnh mạch cảnh trong, cho nên cái vùng tam giác ở chính giữa mặt lấy cái móc là điểm ở giữa hai cái chân mày và điểm hai khóe miệng, thì cái vùng tam giác này là vùng tam giác cực kỳ nguy hiểm như thế nào. Tại vì mình biết rằng ở cái vùng mặt này nè, thì cái hệ thống mà tĩnh mạch mà nhận máu á, là tĩnh mạch cảnh ngoài, nhưng mà ở cái vùng hốc mắt này
thì những cái tĩnh mạch này bắt đầu từ tĩnh mạch gốc, thì tĩnh mạch cảnh ngoài này nó sẽ thông qua tĩnh mạch gốc để nó thông nối với cái tĩnh mạch ở phía bên trong của tĩnh mạch cảnh trong, đó là tĩnh mạch hang. Cho nên một cái ổ nhiễm trùng ở cái vùng tam giác này nó có khả năng theo tĩnh mạch gốc nó đi vào trong trong phía trong sọ, đi vào trong xoang hang và nó gây ra một cái nhiễm trùng rất lớn ở trong não. Cho nên một cái nhiễm trùng ở vùng mặt nó có thể theo cái vùng này để đi vào trong não để nó gây viêm mạch não và có thể gây tử vong. Chính vì vậy cái vùng tam giác ở chính giữa mặt là vùng tam giác cực kỳ nguy hiểm. Một số ứng dụng khác, ví dụ như các bạn thấy rằng cái hệ thống tĩnh mạch đó thì bình thường ở những người trẻ khỏe thì nó sẽ không có nổi rõ. Tuy nhiên ở những người lớn tuổi, già hoặc những người mà người ta sử dụng áp lực tim rất là lớn, đặc biệt là ca sĩ khi người ta hát, hoặc những người suy tim thì do cái áp lực trong tâm thất phải tâm 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 nhĩ phải của tim rất là lớn, cho nên tĩnh mạch nó sẽ nổi đỏ. Thì những dấu hiệu này là những dấu hiệu cho thấy rằng cái tĩnh mạch nó đang dấu hiệu nổi lên đỏ, thì đó là dấu hiệu cảnh báo của suy tim, hoặc là những người đang sử dụng một lượng lớn máu ở tim giống như trong ca sĩ. Thì cái phần trình bày của tôi về cái bài động mạch tĩnh mạch đầu ngoạn cổ tới đây là hết. Thì nhắc lại các bạn cần phải đọc thêm các tài liệu trong giáo trình để làm rõ hơn các vấn đề. Nếu như trong quá trình tìm hiểu các bạn có thắc mắc gì, có thể trao đổi qua email hoặc số điện thoại hoặc trên cái kênh MS Team mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Rồi, một lần nữa chúc cho các bạn nhiều sức khỏe, học tập tốt và thành công. Xin chào.